Chúng ta cũng biết được rằng là để kiếm được tiền từ cổ phiếu thì chúng ta sẽ có hai nguồn. Đầu tiên đó là chênh lệch giá và thứ hai đó là cổ tức. Chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với đầu tư SNK, đã quay trở lại với chứng khoán vỡ lòng của chúng tôi. Đừng quên rằng là chúng tôi sẽ có hai video mỗi tuần lên sóng vào 20 giờ tối thứ tư và tối thứ bảy. Để không bỏ lỡ tất cả những video của đầu tư SNK thì đừng quên là đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận thông báo. Để chúng ta đến gần với nhau hơn, để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những giá trị hơn. Ở trong video đầu tiên của phần 2 làm chủ thị trường chứng khoán, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những cái kiến thức cơ bản như chứng khoán là gì, cổ phiếu là gì và cách kiếm tiền từ cổ phiếu như thế nào. Chúng ta cũng biết được rằng là để kiếm được tiền từ cổ phiếu thì chúng ta sẽ có hai nguồn. Đầu tiên đó là chênh lệch giá và thứ hai đó là cổ tức. Vậy thì ở trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cổ tức là gì và chiến lược đầu tư cổ phiếu ăn cổ tức. Về mặt khái niệm thì cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Chúng ta mua cổ phiếu của doanh nghiệp thì có nghĩa là chúng ta đang mang tiền của mình cho doanh nghiệp đi làm ăn kinh doanh. Và sau một năm mà doanh nghiệp làm ăn kinh doanh có lãi để ra được lợi nhuận thì những cái lợi nhuận đó được chia cho cổ đông chính là chúng ta, tương đương với cái tỷ lệ mà chúng ta đã đóng góp vào công ty. Và cổ tức thì có thể được chi trả bằng tiền mặt hoặc là bằng cổ phiếu. Về lịch sử chi trả cổ tức của doanh nghiệp thì các anh chị và các bạn có thể theo dõi ở trên các cái chuyên trang tài chính như là KFF hay là Vietstock. Còn về các cái văn bản quy định cụ thể về vấn đề cổ tức thì các anh chị hãy vào những cái phần liên quan đến nghị quyết của hội đồng quản trị. Thì các cái văn bản này nó sẽ quy định cụ thể về mức chi trả cổ tức, ngày chốt danh sách cổ đông, ngày chi trả cổ tức cũng như là các vấn đề liên quan khác. Và một lưu ý với các anh chị là đối với tỷ lệ chi trả cổ tức thì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt nó sẽ dựa trên mệnh giá của cổ phiếu, nghĩa là 10.000 đồng trên một cổ phiếu. Như ví dụ cụ thể ở đây là công ty cổ phần FPT chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15%, thì có nghĩa là tương đương với là các anh chị sẽ nhận được là 1.500 đồng trên một cổ phiếu. Còn với trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thì tỷ lệ này sẽ dựa trên tổng số lượng cổ phiếu mà các anh chị đang nắm giữ. Vậy thì làm sao để nhận được cổ tức? Rất là đơn giản thôi ạ. Các anh chị và các bạn, chúng ta mở tài khoản tại các công ty chứng khoán, chúng ta mua được cổ phiếu của các doanh nghiệp, chúng ta trở thành cổ đông của doanh nghiệp và chúng ta nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Thì như ví dụ minh họa cụ thể của tôi ở đây, ngày 7 tháng 11 là ngày giao dịch không hưởng quyền, tức là ngày T-1, và ngày T là ngày 8 tháng 11, tức là ngày đăng ký cuối cùng hay là ngày chốt danh sách cổ đông. Vậy thì tất cả những cổ đông nào nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp trước ngày giao dịch không hưởng quyền, tức là bắt đầu từ ngày T-2 đổ về trước, sẽ nhận được cổ tức. Những cổ đông nào mua cổ phiếu từ ngày T-1, ngày giao dịch không hưởng quyền đổ về sau thì sẽ không nhận được cổ tức nữa. Và một điểm lưu ý nữa với các anh chị là ngày giao dịch không hưởng quyền hay ngày đăng ký cuối cùng không phải là ngày mà tiền hay là cổ phiếu được trả về tài khoản của các anh chị. Ngày cổ phiếu, ngày tiền cổ tức đổ về tài khoản của các anh chị phải là ngày thanh toán của doanh nghiệp, và ngày này thì doanh nghiệp sẽ tự chọn trong tương lai. Có một số doanh nghiệp họ sẽ trả ngay, có một số doanh nghiệp thì họ chậm 1 tháng, 2 tháng, hoặc có một số doanh nghiệp thì họ chậm cổ tức hàng năm. Và hãy lưu ý là hãy tránh xa những doanh nghiệp mà chốt danh sách cổ đông rồi, chốt danh sách nhận cổ tức rồi nhưng lại chậm, không chi trả cổ tức. Một lưu ý tiếp theo đối với vấn đề cổ tức đó là giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh giảm trong ngày giao dịch không hưởng quyền. Thực tế là có rất nhiều anh chị nhà đầu tư mới tham gia thị trường nói với tôi rằng là chị mua cổ tức này bởi vì hôm nay là ngày mà chị mua, chị sẽ nhận được cổ tức. Đây là một nhận định hoàn toàn sai lầm, bởi vì thị giá sẽ được điều chỉnh giảm tương đương với tỷ lệ chi trả cổ tức tại ngày giao dịch không hưởng quyền. Bởi vậy nên là tổng tài sản của các anh chị trước và sau ngày giao dịch không hưởng quyền là không thay đổi, không có bất kỳ một sự gia tăng giá trị nào từ cái việc mua bán ngắn hạn để hưởng cổ tức này cả. Và để minh họa thì tôi có một ví dụ ở đây là với cổ phiếu X có thị giá là 20.000 đồng trên một cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 1.000 cổ phiếu, chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10%, tương đương với là 1.000 đồng trên một cổ phiếu, thì tại ngày giao dịch không hưởng quyền thị giá hay là giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ điều chỉnh từ 20.000 về 19.000, tức là giảm 1.000 bằng với cái tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt của doanh nghiệp. Vậy thì tại sao lại phải có cái sự điều chỉnh như vậy? Thì cũng đã có rất nhiều câu hỏi của các anh chị gửi đến cho tôi
Trên thực tế thì doanh nghiệp dùng lợi nhuận chưa phân phối để trả cổ tức. Khi mà lợi nhuận chưa phân phối giảm xuống, tương đương với sự giảm xuống của vốn chủ sở hữu, tức là giá trị sổ sách book value của doanh nghiệp giảm xuống. Khi mà giá trị book value giảm xuống, vốn hóa của doanh nghiệp không thay đổi, thì rõ ràng là đang có một sự nghịch lý ở đây, và dẫn đến là sự điều chỉnh về vốn hóa, sự điều chỉnh về thị giá của cổ phiếu là điều cần thiết. Nhắc đến vấn đề cổ tức thì vấn đề mà nhiều người quan tâm nhất, kể cả những nhà đầu tư mới trên thị trường hay là những nhà đầu tư lâu năm trên thị trường, luôn hỏi tôi rằng là vậy thì trả cổ tức bằng tiền mặt hay là trả cổ tức bằng cổ phiếu tốt hơn, và tỷ lệ như thế nào thì là hợp lý. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi này, tôi sẽ hỏi các anh chị thêm một câu hỏi nữa. Doanh nghiệp các anh chị đang nắm giữ hoặc sẽ nắm giữ có còn tiềm năng tăng trưởng trong tương lai hay không? Chúng ta sẽ có hai trường hợp sau đây. Đối với những doanh nghiệp không còn tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, không còn dư địa tăng trưởng, doanh nghiệp đó là một doanh nghiệp tốt, tạo ra dòng tiền đều, tạo ra được cái dòng lợi nhuận hàng năm đều đặn, nhu cầu vốn thấp do là cái tiềm năng tăng trưởng không còn nữa, thì việc mang tiền mặt để chia lợi nhuận cho cổ đông là việc cần làm. Và với các doanh nghiệp này á, thì việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là tốt hơn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trường hợp thứ hai, đối với các doanh nghiệp mà còn tiềm năng tăng trưởng, còn dư địa tăng trưởng và còn khát khao tăng trưởng, khi mà khát khao tăng trưởng thì cái nhu cầu sử dụng vốn sẽ rất là lớn. Thay vì doanh nghiệp phải đi vay nợ ngân hàng, thay vì doanh nghiệp phải đi phát hành trái phiếu, thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể giữ lại những cái phần lợi nhuận mình đã làm ra để tái đầu tư. Và từ cái việc tái đầu tư đó, nó sẽ tạo ra được cái sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vô hình chung sẽ làm tăng giá trị trên mỗi cổ phiếu mà các anh chị đang nắm giữ. Và với những cái doanh nghiệp này thì việc trả cổ tức bằng cổ phiếu hay là giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thì sẽ tốt hơn là việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Tuy nhiên thì hãy lưu ý một vấn đề là lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư có hiệu quả hay không. Bản chất của việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là việc pha loãng cổ phiếu. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên, tương đương với việc là earning per share, EPS trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm xuống. Liệu cái tỷ lệ pha loãng cổ phiếu này nó có đi song hành cùng với cái tỷ lệ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận hay không? Nếu như lợi nhuận được giữ lại để tái đầu tư, nó không đi kèm với sự tăng trưởng tương ứng về doanh thu và lợi nhuận, thì thực sự là đang có vấn đề. Và có một cái chỉ số tài chính các anh chị và các bạn có thể sử dụng để đánh giá được cái mức độ hiệu quả của việc giữ lại lợi nhuận tái đầu tư hay là cái mức độ hiệu quả của việc tăng vốn pha loãng cổ phiếu, đó là chỉ số ROE, chỉ số lợi nhuận sau thuế chưa cho vốn chủ sở hữu. Nếu như ROE của doanh nghiệp hàng quý, hàng năm đang gia tăng dần lên thì chứng tỏ là cái việc tăng vốn, cái việc giữ lại lợi nhuận của doanh nghiệp là hiệu quả. Còn nếu như mà chỉ số ROE này theo từng quý, từng năm đang giảm xuống thì doanh nghiệp đang có vấn đề trong việc là sử dụng vốn chưa thực sự hiệu quả. Và khi nói đến cổ tức thì chúng ta không thể không nhắc đến chiến lược đầu tư cổ phiếu ăn cổ tức, một chiến lược mà có tương đối nhiều các nhà đầu tư trên thị trường lựa chọn để mua và bán cổ phiếu. Nhắc đến chiến lược này thì chúng ta quan tâm đến một cái tỷ suất vô cùng quan trọng, đó là tỷ suất lợi tức, tức là tỷ suất cổ tức trên một cổ phiếu chia cho giá thị trường của cổ phiếu. Và lưu ý ở đây là cổ tức trên một cổ phiếu là tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt. Và để hiểu hơn cái tỷ suất lợi tức này thì tôi có một cái ví dụ cụ thể ở đây đối với cổ phiếu SMB. Năm 2019, doanh nghiệp này trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ là 55%, tương đương với là 5.500 đồng trên một cổ phiếu. Và giá đóng cửa của cổ phiếu này ngày 12 tháng 12 là 39.400 đồng trên một cổ phiếu. Khi đó thì chúng ta sẽ tính ra được cái tỷ suất lợi tức rơi vào khoảng là 13,95%. Và nếu như chúng ta lấy cái tỷ suất lợi tức này, chúng ta so sánh với cái lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng, thì rõ ràng là đang gần gấp đôi so với cái lãi suất tiết kiệm ngân hàng một năm khoảng 7-8% hiện hành. Và với những cái doanh nghiệp như thế này, chúng ta mua cổ phiếu, chúng ta nắm giữ thôi, thì chúng ta đã có được một cái tỷ suất sinh lợi cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng rất là nhiều rồi. Và đây là những cái doanh nghiệp rất là yêu thích đối với những người mà đầu tư theo chiến lược đầu tư cổ phiếu ăn cổ tức. Và một số điểm đáng lưu ý về chiến lược đầu tư này mà tôi muốn gửi đến các anh chị cũng như là các bạn, đó là thứ nhất, chiến lược này chỉ dùng cho những các anh chị nào mà có tư tưởng đầu tư dài hạn, kiên trì nắm giữ cổ phiếu và đồng hành cùng doanh nghiệp trong một thời gian dài, tính bằng 5, 2 năm, 3 năm, 4 năm, thậm chí là 5 năm và nhiều hơn nữa. Chú ý thứ hai là theo chiến lược này thì các anh chị và các bạn hãy tận dụng sức mạnh của lãi kép và tái đầu tư để đạt được hiệu quả tối đa. Tái đầu tư tức là sao? Tức là khi mà các anh chị nhận được cái lượng cổ tức bằng tiền mặt thì các anh chị lập tức lấy cái số tiền đó các anh chị mua lại cổ phiếu để gia tăng giá trị sở hữu cổ phiếu của mình. Sau thời gian với cái sức mạnh của lãi kép, các anh chị sẽ nhận được một cái khoản sinh lời thực sự là rất là ấn tượng.
Và các anh chị cũng như là các bạn sẽ đâu đó nghe thấy rằng là lại kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới, và thực sự là nó rất đáng để chúng ta xem xét. Chú ý tiếp theo về việc lựa chọn doanh nghiệp. Khi mà theo chiến lược này thì các anh chị hãy lựa chọn doanh nghiệp nào có hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững, tạo ra dòng tiền đều đặn hàng năm, nhằm mục đích là đảm bảo duy trì cái dòng cổ tức cho anh chị đều đặn gia tăng theo từng năm. Đặc biệt chú ý đến những cái doanh nghiệp nào mà có hoạt động kinh doanh đột biến. Ví dụ như là có những cái doanh nghiệp họ thanh lý tài sản trong một năm, họ có một cái luồng lợi nhuận trong năm đó rất là lớn và họ chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm đó rất là cao. Tuy nhiên sang năm họ hết cái tài sản thanh lý, họ hết cái lợi nhuận đột biến rồi thì họ sẽ không đảm bảo được cho các anh chị về cái tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt nữa, và lúc đó thì cực kỳ là nguy hiểm. Một điểm chú ý tiếp theo đó là hãy lựa chọn những cái doanh nghiệp nào có sức khỏe tài chính tốt. Đương nhiên rồi, những cái doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt, có cái tỷ lệ nợ thấp sẽ luôn luôn đảm bảo cho anh chị về cái dòng tiền cổ tức hàng năm đều đặn. Và đó là cổ tức cũng như chiến lược đầu tư cổ phiếu ăn cổ tức. Nếu như quý anh chị và các bạn đã xem video về cổ tức của đầu tư SNK chúng tôi thì lưu ý là đừng bao giờ nhầm lẫn tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt dựa trên thị giá của cổ phiếu nha. Đừng bao giờ nhầm lẫn. Nếu như quý anh chị và các bạn vẫn còn những thắc mắc về cổ tức, vẫn còn những thắc mắc về chiến lược đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức thì hãy để lại câu hỏi của mình ở dưới phần comment của video này, hoặc là có thể liên hệ theo hotline và email của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp tất cả thắc mắc của quý anh chị và các bạn. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ đầu tư SNK. Đó là những nguồn động lực vô cùng to lớn. Và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của Chứng khoán Vỡ Lòng.